Ok, chào tất cả anh em nha. Hà về cái là em quay ngay. Lô lọc bãi của Mỹ. Lô này về 8 lỗ rất đẹp. Đặc biệt là dây nguồn anh em nhìn này, dây dài. Hàng 8 lỗ rất đẹp và dây nguồn thì tuyệt vời luôn. Anh em xem chất lượng. Đấy, hàng thì một số con thì nói chung là cơ bản là sạch sẽ, vẫn còn tem mác. Hàng Mỹ nòi luôn. Được cái 8 lỗ thì công suất cực lớn và đã cắm được nhiều ổ. Hàng này đạt tiêu chuẩn rồi, tất cả các clip test thì ngay dưới comment anh em có thể xem kỹ ở dưới phần comment là em đã test rất là kỹ. Con cấu tạo của con 8 lỗ lô này thì nó như hình ảnh đây luôn anh em nhé, như clip đây luôn nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Zalo, em bảo giá cụ thể qua Zalo hoặc là anh em vào kết bạn Zalo thì sẽ nhìn thấy báo giá đầy đủ trên Zalo. Đấy, xin cảm ơn anh em nhé. Đấy, quay ngắn gọn, xúc tích nhưng mà anh em... nhìn chất lượng thì tuyệt vời luôn. Tiêu chuẩn của Mỹ thì nó không phải nghĩ luôn. Đấy, chống quá áp, chống xét đầy đủ. Đấy, con này thì nó hình dạng như thế này. Lô này về 8 lỗ thì được cái dây nghiệp dài, đẹp. Ok, xin cảm ơn anh em.